Điều bí ẩn ở một ngôi chùa. Hình ảnh ngôi chùa mà quý vị đang xem không liên quan đến ngôi chùa trong câu chuyện. Câu chuyện kể về một chàng trai bị hỏng xe gần một ngôi chùa cổ. Do hỏng xe nên anh đã đến gõ cửa ngôi chùa và xin vị sư chủ trì cho anh tá túc qua đêm. Vị sư già đồng ý cho anh tá túc, cho anh ăn, thậm chí là sửa xe giúp anh. Đêm đến, lúc là anh đang nằm thiêu thiêu ngủ, anh nghe thấy một giọng hát rất hay và quyến rũ vang lên quanh ngôi chùa. Anh thử tìm, nhưng không tài nào tìm ra được giọng hát ấy từ đâu vọng ra. Sáng hôm sau, anh đến gặp sư chủ trì và hỏi ông ấy về giọng hát tối qua anh nghe được. Vị sư già trả lời: Bần tăng biết nguồn gốc giọng hát đó, nhưng bần tăng không thể cho thí chủ biết được, vì thí chủ không phải là người xuất gia. Trả lời xong, vị sư già tiễn chàng trai ra khỏi chùa. Hàng năm sau, chàng trai vẫn không thể quên giọng hát ấy, giọng hát quyến rũ và mê hoặc. Bởi vậy, chàng trai quyết định quay lại ngôi chùa và hỏi lại câu hỏi năm xưa. Nhưng anh vẫn chỉ nhận được câu trả lời cũ. Vì anh không phải là người xuất gia, nên anh không thể biết được bí mật kia. Anh bèn hỏi: Làm thế nào để tôi trở thành một vị sư? Chủ trì trả lời: Thí chủ hãy ra ngoài kia, chu du vòng quanh thế giới, tìm hiểu xem trái đất này có bao nhiêu nhánh cỏ, bao nhiêu hạt cát, có bao nhiêu loài chim trên trời và có bao nhiêu sinh vật dưới biển. Sau đó hãy quay về đây để trả lời cho bần tăng. Chàng trai vì câu trả lời cho mục đích của cuộc đời mình, bèn xách hành lý lên chu du vòng quanh thế giới. Sau 20 năm, khi mái tóc của chàng đã ngả sang màu xám, chàng trai ngày nào đã trở thành một người đàn ông trung niên. Ông quay trở về ngôi chùa để trả lời các câu hỏi của vị sư già năm xưa. Ông nói rằng: Trên thế gian này, số lượng nhành cỏ, số lượng hạt cát, số muôn thú, chỉ có ông trời mới có thể tường được. Người phàm không thể kiểm soát được tự nhiên, mà chỉ có thể tự chủ bản thân mình, làm chủ hành vi, tâm trí, tương lai của bản thân mà thôi. Vị sư già nói: Chúc mừng thí chủ đã giác ngộ được chân lý của cuộc sống, thí chủ đã sẵn sàng để xuất gia. Vậy là ngôi chùa tổ chức cho chàng trai giờ trở thành một quý ông trung niên, lễ trở thành một vị sư. Sau khi trở thành vị sư, chàng được trả lời câu hỏi năm xưa. Vị sư già dẫn chàng đến một căn phòng có một cánh cửa bằng gỗ mun đen, trao cho chàng một cái chìa khóa và nói rằng câu trả lời của sư thầy nằm sau cánh cửa này. Chàng bèn mở cánh cửa ra. Đằng sau cánh cửa ấy là một căn phòng. Căn phòng có một cánh cửa khác bằng sắt. Chàng lại được đưa cho một cái chìa khóa khác. Chàng mở ra và vào một căn phòng có một cái cửa khác bọc nhung. Chàng được đưa thêm một cái chìa khóa đỏ để mở cánh cửa ấy. Chàng mở cánh cửa ra và thấy một cánh cửa bằng vàng đặc. Vị sư già nói rằng đây là cánh cửa sau cùng và trao cho chàng một cái chìa khóa khảm ngọc trai và kim cương. Chàng mở cánh cửa ra và bật khóc. Đằng sau cánh cửa ấy chính là câu trả lời của cả cuộc đời chàng. Nó là gì? Nó là gì? Chàng khóc to hơn. Tiếng khóc như oán, như than. Câu trả lời đã nằm đây. Nó là gì? Nó là gì? Tôi không thể nói cho bạn biết được, bởi vì bạn không phải là người xuất gia. Nguồn sưu tầm.